Chương trình truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Đây là chương trình phát hình lần thứ 1567. Kính thưa khán thính giả, ngoài phần tin tức, thông báo cộng đồng, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận. Mở đầu là phần lược thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Tổng thống Joe Biden gửi thêm vũ khí cho Ukraine. NATO chuẩn bị chiến tranh lâu dài. Bà Ketanji Brown Jackson trở thành nữ thẩm phán da đen đầu tiên của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình khẳng định công thức một quốc gia hai chế độ đối với Hồng Kông. Nga rút khỏi đảo Rắn, đồng nghĩa Ukraine giành thắng lợi chiến lược. Lực lượng do Nga hậu thuẫn muốn thương lượng việc thả tự do cho hai cựu binh sĩ Hoa Kỳ bị bắt ở Ukraine. Cựu Tổng thống Trump nhận công trong phán quyết của Tòa án tối cao Hoa Kỳ. Đa số người Hoa Kỳ bi quan về nền kinh tế đất nước. Và sau cùng là hai người Mexico bị buộc tội sau vụ 51 người tử vong trong container của một xe vận tải ở Texas. Sau đây là phần tin chi tiết, tin Hoa Thịnh Đốn. Tổng thống Joe Biden ngày 30 tháng 6 loan báo Hoa Kỳ sẽ cung cấp trên 800 triệu đô la vũ khí và viện trợ quân sự cho Ukraine, ca ngợi lòng dũng cảm của người dân Ukraine kể từ khi Nga xâm lược vào tháng 2. Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh NATO mà qua đó Liên minh đồng ý cho Phần Lan và Thụy Điển gia nhập, ông Biden khẳng định Hoa Kỳ và các đồng minh NATO cùng đoàn kết trong việc chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tôi không biết cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào, nhưng sẽ không kết thúc với việc Nga đánh bại Ukraine. Ông Biden nhấn mạnh trong một cuộc họp báo, Ukraine đã giáng một đòn mạnh vào Nga. Ông Biden có vẻ đang thúc giục đồng minh sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine, mặc dù hồi tháng 3 đã tuyên bố về khả năng chiến thắng. Ông nói thêm, chừng nào Ukraine còn cần, chúng tôi sẽ còn hỗ trợ họ. Loan báo về khoản viện trợ vũ khí mới sẽ thêm vào con số hơn 6,1 tỷ đô la mà Hoa Kỳ đã công bố kể từ khi lực lượng Nga tràn vào Ukraine hôm 24 tháng 2 và khiến châu Âu bị lôi cuốn vào một cuộc chiến toàn diện. Các kế hoạch viện trợ mới, trong khi NATO ổn định lại vị trí của mình trên nền tảng chiến tranh lạnh với một lực lượng hùng hậu được xây dựng, được đưa ra khi phía Ukraine nhờ vào sự trợ cấp một số lượng pháo Howitzer nên đã chiếm lại được một tiền đồn chiến lược ở đảo Rắn. Ông Biden trước đó đã cam kết bổ sung thêm quân, máy bay chiến đấu và tàu chiến của Hoa Kỳ cho châu Âu, trong khi NATO đồng ý tăng cường các biện pháp răn đe, đặt hơn 300.000 binh sĩ trong tình trạng báo động cao từ giữa năm tới. Hoa Kỳ đang làm đúng những gì tôi từng tuyên bố. Chúng tôi sẽ làm nếu Nga xâm lược, nâng cao vị thế của chúng tôi ở châu Âu. Ông Biden nói, Hoa Kỳ đang tập hợp thế giới để sát cánh cùng Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson loan báo London sẽ cung cấp thêm 1,22 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ sớm cung cấp thêm 6 khẩu pháo Caesar, sự đóng góp của Anh bao gồm các hệ thống phòng không và thiết bị chiến tranh điện tử mới, đưa mức viện trợ lên gần 2,8 tỷ đô la kể từ khi Moscow xâm lược. Một khoản tài chính khá lớn mà chính phủ Anh cho biết chỉ đứng sau viện trợ của Hoa Kỳ. Ông Johnson nói, ông Putin dường như chưa sẵn sàng rút lui hoặc đàm phán các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình. Tin Hoa Thịnh Đốn. Sau khi thẩm phán Ketanji Brown Jackson tuyên bố nhậm chức vào thứ Năm, ngày 30 tháng 6 với tư cách là thẩm phán tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, bà trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên đã được bổ nhiệm vào trong cơ quan tư pháp hàng đầu của quốc gia. Trong lúc những người biểu tình đã xuống đường bên ngoài tòa án, kêu gọi công lý vào giai đoạn đa số thẩm phán bảo thủ của tòa án đang tại chức và đưa ra các phán quyết có tính cách bảo thủ. Thẩm phán Jackson, 51 tuổi, sẽ trở thành một phần của phe tự do trong tòa án với đa số bảo thủ 6 trên 3. Việc tuyên thệ của bà với tư cách là người thay thế thẩm phán Stephen Breyer đã diễn ra 6 ngày sau khi tối cao Pháp viện lật ngược phán quyết
Roe v. Wade vào năm 1973 nhằm hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn quốc. Thẩm phán Breyer ở tuổi 83 là thành viên lớn tuổi nhất tại tối cao pháp viện. Một cuộc thăm dò của Reuters và Ipsos trong tuần này cho thấy đa số người Hoa Kỳ với 57% có quan điểm tiêu cực về tòa án sau phán quyết về việc phá thai. Một sự thay đổi đáng kể so với hồi đầu tháng khi đa số có quan điểm tích cực. Bà Jackson sẽ trở thành thẩm phán thứ 116, người phụ nữ thứ 6 và người da đen thứ 3 phục vụ trong tối cao pháp viện kể từ khi tòa án được thành lập năm 1789. Thượng viện đã xác nhận bà Jackson trong cuộc bỏ phiếu 53-47 vào ngày 7 tháng 4 với 3 thượng nghị sĩ Cộng hòa tham gia với đảng Dân chủ trong việc ủng hộ bà. Việc bổ nhiệm thẩm phán Jackson sẽ không làm thay đổi cán cân ý thức hệ của tòa án. Phải mất 232 năm và 115 cuộc bổ nhiệm trước để một phụ nữ da đen được chọn phục vụ tại tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Tin Hồng Kông, không có lý do gì để thay đổi công thức một đất nước hai chế độ của Hồng Kông. Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình phát biểu trong chuyến thăm hiếm hoi đến Trung tâm Tài chính Toàn cầu sau khi chứng kiến tân đặc khu trưởng John Lee, tức Lý Gia Siêu, tuyên thệ nhậm chức hôm 1 tháng 7. Anh Quốc đã trao trả Hồng Kông cho Trung Cộng vào ngày 1 tháng 7 năm 1997 và trong thời điểm đó Bắc Kinh đã hứa hẹn trao quyền tự trị rộng rãi, các quyền cá nhân không bị cản trở và tư pháp độc lập cho Hồng Kông ít nhất cho đến năm 2047. Những người chỉ trích Trung Cộng cáo buộc chính quyền này đã chà đạp lên những quyền tự do vốn không có ở đại lục vì cai trị độc đoán với luật an ninh quốc gia sâu rộng do Bắc Kinh áp đặt lên Hồng Kông vào năm 2020 sau các cuộc biểu tình đòi dân chủ rầm rộ năm trước đó. Thủ tướng Anh Boris Johnson và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 30 tháng 6 nói Trung Cộng đã không thực hiện các cam kết khi được chuyển giao. Chính quyền Trung Cộng và Hồng Kông bác bỏ cáo buộc này và nói đạo luật này là khôi phục trật tự từ hỗn loạn để thành phố có thể thịnh vượng. Ông Tập nói công thức một đất nước hai chế độ đã thành công với Trung Quốc có thẩm quyền toàn diện. Đối với kiểu chế độ tốt đẹp này không có lý do gì để thay đổi. Nó phải được duy trì trong thời gian dài, ông Tập nói. Sau dông bão, mọi người có thể đau lòng mà thấy rằng Hồng Kông không thể hỗn loạn và không được trở lên hỗn loạn một lần nữa. Sự phát triển của Hồng Kông không thể bị trì hoãn một lần nữa và bất kỳ sự can thiệp nào cũng phải được loại bỏ. Ông Tập nói thêm, Trung Cộng sẽ hỗ trợ vai trò trung tâm tài chính và thương mại quốc tế của Hồng Kông. Tại buổi lễ tuyên thệ, tất cả các quan chức gồm cả ông Tập đều đeo khẩu trang và không bắt tay nhau. Ông Lý Gia Siêu, cựu sĩ quan cảnh sát, bị Washington trừng phạt vì vai trò thực hiện luật an ninh của ông. Ông lên nắm quyền khi thành phố đang đối mặt làn sóng ra đi của người dân và nhân tài trong bối cảnh nơi này áp đặt các giới hạn phòng dịch COVID-19 gắt gao trên thế giới. Giới chức đã điều động lực lượng an ninh hùng hậu, chặn các con đường và không phận chung quanh hải cảng Victoria xinh đẹp, nơi thống đốc thuộc địa cuối cùng Chris Patten đã rơi nước mắt trong buổi lễ trao trả Hồng Kông về cho Trung Cộng, tại một buổi lễ đã diễn ra dưới trời ướt mưa vào năm 1997. Đèn lồng đỏ, cờ Trung Cộng và Hồng Kông và các bích chương chứa đựng tuyên bố kỷ nguyên ổn định mới trang hoàng khắp các quận trên toàn thành phố. Ông Tập đã không tham dự lễ thượng kỳ truyền thống hôm 1 tháng 7 và báo chí đưa tin ông nghỉ qua đêm ở Thẩm Quyến bên kia biên giới sau khi đến Hồng Kông hôm 30 tháng 6. Chuyến đi của ông Tập tới Hồng Kông là lần đầu tiên kể từ năm 2017 khi ông chứng kiến bà Carrie Lam tuyên thệ nhậm chức và ở lại Hồng Kông trong suốt chuyến thăm. Nơi ở qua đêm của ông lần này và lý do tại sao ông chọn Thẩm Quyến vẫn chưa được xác nhận chính thức. Hồng Kông đã ghi nhận hơn 2.000 trường hợp mắc COVID mỗi ngày hôm 30 tháng 6. Mức độ lây nhiễm sẽ khiến bất cứ thành phố nào trong đại lục cũng thúc đẩy áp dụng các hạn chế chặt chẽ. Trung Cộng là nước duy nhất trong các nước lớn chọn cách tận diệt bệnh dịch khi nó xảy ra bằng mọi giá. Một số nhà phân tích coi chuyến thăm của ông Tập là chuyến đi thắng lợi
sau khi Bắc Kinh thắt chặt kiểm soát Hồng Kông. Sau khi đến Hồng Kông, ông Tập nói rằng thành phố đã vượt qua thách thức và vươn lên từ đống tro tàn. Những gì xảy ra trong 25 năm qua chứng minh rằng tương lai và vận mệnh của Hồng Kông phải nằm trong tay những người yêu nước, những người sẽ hô lên đầy tự hào mình là người Trung Quốc. Hoàng Cầu Thời báo viết trong bài xã luận: sự phục hưng vĩ đại của đất nước Trung Cộng là không thể đảo ngược và tương lai của Hồng Kông sẽ còn tươi sáng hơn nữa. Lễ kỷ niệm ngày trao trả có hàng nghìn người tuần hành để bày tỏ sự bất bình về mọi thứ, từ giá bất động sản cao ngất ngưỡng đến sự kìm kẹp của Bắc Kinh. Cảnh tượng này cũng giống như trong chuyến đi lần trước của ông Tập đến Hồng Kông vào ngày 1 tháng 7 năm 2019. Trong các cuộc biểu tình chống chính phủ, người biểu tình đã xông vào và đập phá cơ quan lập pháp của thành phố. Không có cuộc biểu tình nào diễn ra lần này, khi các chính trị gia đối lập và các nhà hoạt động dân chủ có tầm ảnh hưởng mạnh nhất đều đang ở tù hoặc đang sống lưu vong. Đó là sự kết thúc của một kỷ nguyên. Đó là sự kết thúc của một quốc gia hai chế độ. Nhà hoạt động Hồng Kông lưu vong Samuel Chu nói với Reuters từ Oslo, Na Uy, đây là thành phố không còn nhận ra được nữa. Tin tổng hợp, các lực lượng Nga thông báo hôm thứ Năm ngày 30 tháng 6 rằng họ đã rời bỏ tiền đồn chiến lược ở Biển Đen là đảo rắn. Cuộc rút quân này đồng nghĩa là một chiến thắng lớn cho Ukraine, có thể nới lỏng vòng vây của Nga đang phong tỏa về Ukraine suốt cả ngũ cốc. Bộ Quốc phòng Nga mô tả quyết định rút khỏi khu vực này là một hành động có thiện chí, cho thấy Moscow không cản trở các nỗ lực của Liên Hiệp Quốc nhằm mở một hành lang nhân đạo cho phép vận chuyển ngũ cốc từ các hải cảng của Ukraine. Nhưng về phía Ukraine lại cho biết họ đã đánh đuổi lực lượng Nga sau một trận pháo kích và tấn công lớn trong đêm. Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, viết trên Twitter: không còn quân Nga trên đảo rắn nữa, lực lượng võ trang của chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vẫn lời vị chánh văn phòng, Bộ Chỉ huy quân sự miền Nam của Ukraine đăng một bức hình trên Facebook chụp một hòn đảo nhìn từ trên không với 5 cột khói đen khổng lồ bốc lên, và họ mô tả đó là kết quả của một cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh. Bọn địch vội vã di tản, mang đi những gì còn lại của đồn bằng hai chiếc xuồng cao tốc và có lẽ đã rời khỏi đảo. Hiện tại, đảo rắn đang bị lửa bao trùm và đang xảy ra các vụ nổ. Theo dòng chú thích của bức ảnh, Reuters không thể kiểm chứng ngay về bức ảnh cũng như về những lời thông báo tình hình chiến trường của hai bên. Đảo rắn là địa điểm kiểm soát đoạn nối các tuyến đường biển đến Odessa, là hải cảng chính của Ukraine, nơi mà hành động phong tỏa của Nga đã ngăn cản việc xuất cả ngũ cốc từ một trong những nhà cung cấp chính trên thế giới, tạo ra cú sốc về nguồn cung cấp lương thực trên toàn cầu và có thể tạo nên nguy cơ dẫn đến nạn đói. Nga đã chiếm đoạt được đảo này vào ngày đầu tiên của cuộc chiến. Hôm đó, một người lính Ukraine ở tại nơi này khi nghe ra la lệnh đầu hàng, người lính này đáp lại qua hệ thống vô tuyến rằng: này tàu chiến Nga, hãy cút đi. Sự việc này được vinh danh trên một con tem bưu chính Ukraine. Vào ngày con tem được phát hành cũng là ngày Ukraine đã đánh chìm chính tàu chiến đó của Nga, là soái hạng của hạm đội Biển Đen. Tin tổng hợp, gia đình của ông Alex Duker, cựu binh sĩ Hoa Kỳ bị bắt ở Ukraine vào hôm thứ Ba, ngày 28 tháng 6 cho biết, binh sĩ này đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hai lần kể từ cuối tuần trước và đọc tuyên bố xác định những kẻ bắt giữ ông thuộc lực lượng Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Donetsk People's Republic, gọi tắt là DPR, một khu vực do Nga hậu thuẫn ở Ukraine. Ông Alex Duker, 40 tuổi, rời nhà từ ngoại ô Tuscaloosa, Alabama vào giữa tháng 4 và dự định gia nhập lực lượng Ukraine với tư cách tình nguyện viên. Khi đến nơi, ông giúp huấn luyện binh sĩ về trang thiết bị mà họ nhận được từ các quốc gia khác. Ông Duker liên lạc với gia đình lần cuối vào ngày 13 tháng 6. Vào ngày 15 tháng 6, những bức ảnh cho thấy ông Duker và anh Andy Huỳnh Ngọc Tài đang bị giam cầm bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội Ukraine và Nga. Bà Dyersor, dì của ông Duker, cho biết ông đã gọi Bộ Ngoại giao lần đầu tiên
vào ngày thứ Bảy từ một số điện thoại của Nga. Ông đọc một tuyên bố cho biết DPR muốn đàm phán về việc thả ông và ông Andy Huỳnh. Ông nói thêm rằng ông được đối xử tốt, có chỗ ở và nước uống. Trong cuộc điện thoại thứ hai vào ngày thứ Ba, ông Ducker đọc một tuyên bố thứ hai từ những người bắt giữ liên quan đến các cuộc đàm phán mà không nêu rõ các điều khoản. Ông cho biết ông bị biệt giam phần lớn thời gian và không gặp được Andy Huỳnh Ngọc Tài. Bà So nói rằng các cuộc điện thoại là bằng chứng cho thấy Nga biết cả thế giới đang theo dõi họ và chứng minh chính phủ Nga đóng một vai trò trong việc bảo vệ hai người đàn ông. Hôm thứ Sáu, ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, gọi cả hai người là anh hùng và nói rằng ông sẽ đấu tranh để họ được tự do. Tin tổng hợp, cựu tổng thống Donald Trump cho biết việc đề cử thành công ba thẩm phán bảo thủ vào tòa án tối cao Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ của ông đã giúp tòa án lật lại phán quyết về quyền phá thai. Trong tuyên bố sau khi tòa án ra phán quyết lật lại quyền phá thai, ông Trump cho rằng quyết định này chỉ được thực hiện vì tôi đã làm mọi thứ như đã hứa, bao gồm việc đề cử ba thẩm phán vào tòa án tối cao. Chúa đã đưa ra quyết định, ông Trump trả lời Fox News ngày 24 tháng 6. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Trump đã đề cử ba thẩm phán bảo thủ bao gồm ông Neil Gorsuch, ông Brett Kavanaugh và bà Amy Coney Barrett. Ông Kavanaugh và bà Barrett đã thay thế hai thẩm phán Anthony Cantoni và Ruth Bader Ginsburg là những cựu thẩm phán cấp tiến ủng hộ quyền phá thai. Điều này đã làm cán cân tại tối cao pháp viện nghiêng về phía bảo thủ và thành công lật lại phán quyết trong vụ kiện Roe và Wade với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống hôm 24 tháng 6. Tuyên bố của cựu Tổng thống Trump ngày 24 tháng 6 trái ngược với những gì ông nói với New York Times hồi tháng trước khi dự luật thảo về việc lật lại quyền chống phá thai bị tiết lộ. Tôi chưa bao giờ thích nhận công lao cho bất cứ điều gì, ông Trump nói vào thời điểm đó, đề cập tới vai trò trong việc thay đổi cán cân tại tối cao pháp viện. Quyền phá thai theo hiến pháp đã tồn tại gần 5 thập niên trước khi bị xóa bỏ vào ngày 24 tháng 6 vừa qua. Một số tiểu bang sẽ cấm ngay quyền phá thai cũng như có thể áp dụng hình phạt hình sự với những ai cung cấp dịch vụ phá thai hoặc những bệnh nhân theo Politico. Cựu Phó Tổng thống Mike Pence cũng ăn mừng quyết định lật lại vụ kiện Roe và Wade. Là một người chống quyền phá thai lâu năm, ông Pence thậm chí kêu gọi lệnh cấm phá thai trên toàn quốc. Tin Hoa thịnh đốn, một cuộc thăm dò mới đây cho thấy phần lớn người Hoa Kỳ, bao gồm 8 trên 10 thành viên đảng Dân Chủ cho rằng nền kinh tế đất nước đang bị chệch hướng và không có dấu hiệu khả quan, theo Associated Press. Cuộc khảo sát của AP và National Opinion Research Center, gọi tắt là NORC, một trung tâm nghiên cứu các vấn đề công cộng, cho thấy 85% người trưởng thành Hoa Kỳ nhận định đất nước đang đi sai hướng và 79% coi nền kinh tế Hoa Kỳ hiện nay là tệ hại. Tổng thống Joe Biden đang phải đối mặt với những thách thức lớn trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 ngày càng đến gần. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp hiện ở mức khá tốt 3.6%, phần lớn người Hoa Kỳ lại lo lắng nhiều hơn đến tình trạng lạm phát kéo dài với giá xăng dầu và lương thực không ngừng leo thang. Đáng chú ý, có đến 67% người theo đảng Dân Chủ cho rằng điều kiện kinh tế đang rất tồi tệ. Ông Chuck McClellan, 74 tuổi ở Las Vegas, một thành viên của đảng Dân Chủ trung thành, cho hay giá xăng và hàng hóa cùng với chiến tranh Nga-Ukraine và sự chia rẽ chính trị nặng nề trong nước đã khiến nhiều người Hoa Kỳ cảm thấy Washington không đáp ứng đủ những gì người dân đang cần. Theo kết quả khảo sát, nhìn chung chỉ có 39% người Hoa Kỳ tán thành về khả năng lãnh đạo của Tổng thống Biden, trong khi 60% không tán thành. Vào tháng trước, tỷ lệ chấp thuận của ông đã giảm xuống mức thấp nhất trong suốt nhiệm kỳ tổng thống và tiếp tục duy trì ở mức thấp. Xét về mặt kinh tế, số điểm của vị tổng thống đảng Dân Chủ còn sụt giảm nặng nề hơn, với 69% có câu trả lời không đồng ý về chiều hướng giải quyết kinh tế.
ở phía người theo đảng Dân Chủ có 43% không tán thành cách ứng phó kinh tế của ông Biden. Chỉ có 14% tin rằng mọi thứ đang đi đúng hướng, giảm nhẹ so với mức 21% trong tháng 5 và 29% ghi nhận vào tháng 4. Trong nửa đầu của năm 2021, có đến một nửa số người Hoa Kỳ tán đồng với đường hướng phát triển của đất nước. Song, tỷ lệ này đều đặn đi xuống trong năm qua. Trong những tuần gần đây, người dân Hoa Kỳ đã phải đón nhận nhiều tin xấu về kinh tế. Lạm phát tiếp tục leo thang, lãi suất tăng đột ngột. Chỉ số S&P 500 bước vào thị trường với giá giảm và nhiều nhà kinh tế nghiêm túc dự tính về một cuộc suy thoái. Tuy nhiên, chi tiêu của người tiêu dùng phần lớn đã giữ được tốc độ và việc tuyển dụng vẫn tăng nhanh và dấu hiệu cho thấy các gia đình và doanh nghiệp đã có thể chịu đựng một số trở ngại kinh tế. Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 23 đến 27 tháng 6. Nhiều cuộc phỏng vấn đã được thực hiện sau khi tối cao Pháp viện vào ngày 24 tháng 6 hủy bỏ phán quyết Roe kiện Wade và cho phép các tiểu bang cấm phá thai. Quyết định bị đa số người dân Hoa Kỳ phản đối, góp phần giải thích về thái độ bi quan nói chung của người dân về tình hình đất nước. Cuộc thăm dò cho thấy sự không hài lòng của người dân trên toàn quốc đến từ cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Có 92% người theo đảng Cộng Hòa và 78% người theo đảng Dân Chủ cho hay đất nước đang đi sai hướng. Tin tổng hợp, giới chức không thứ ba ngày 28 tháng 6 cho biết ít nhất 51 người di dân đã tử vong sau khi bị mắc kẹt bên trong một chiếc container của một xe vận tải bị bỏ rơi ở Texas. Theo nguồn tin từ Reuters, hai công dân Mexico đã bị Tòa án Liên bang Hoa Kỳ buộc tội, nhưng nạn nhân xấu số bao gồm 39 người đàn ông và 12 phụ nữ, hầu hết là công dân Mexico. Họ đã được phát hiện vào ngày thứ Hai, ngày 27 tháng 6, tại một khu kỹ nghệ ở ngoại ô San Antonio, Texas, cách biên giới Hoa Kỳ-Mexico khoảng 250 km về phía Bắc. Theo ông Craig Larrabee, một đặc vụ điều tra của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE, đây là con số tử vong cao nhất kể từ trước đến nay trong một vụ buôn lậu người qua biên giới Hoa Kỳ. Giới chức địa phương cho biết họ tìm thấy cửa sau của chiếc xe mở hé với nhiều thi thể bên trong, trong khi những người khác ngã gục bên cạnh. Họ nói rằng cơ thể của một số nạn nhân rất nóng. Hai nghi can được xác định là Juan Francisco Dula Bilbao và Juan Chloya Luna Mendez đều là công dân Mexico. Theo tài liệu của tòa án và giới chức Hoa Kỳ, họ bị buộc tội sở hữu súng bất hợp pháp. Các nhà điều tra đã lần theo biển số ghi danh của chiếc xe vận tải có container và tìm đến một địa chỉ ở San Antonio, sau đó bắt giữ hai người đàn ông khi họ rời khỏi nơi cư trú. Nghi can thứ ba được mô tả là công dân Hoa Kỳ, người đã lái chiếc xe vận tải với container chứa người bên trong, cũng đã bị tạm giữ và có thể sẽ bị buộc tội. Nhưng nghi can này vẫn phải nằm để điều trị tại bệnh viện cho đến tối thứ ba. Chiếc xe vận tải có container được bỏ lại bên cạnh một đường rầy xe lửa khi nhiệt độ tăng cao tới 103 độ F, tức là 39.4 độ C. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại Việt Nam. Chương trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn là một cơ quan bất vụ lợi đã phục vụ cộng đồng người Việt trong vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận đã nhiều năm qua. Đài luôn luôn giữ vững lập trường và chủ trương sau đây. Thứ nhất là một cơ quan bất vụ lợi, không lệ thuộc bất cứ một tổ chức nào hoặc một cá nhân nào. Thứ hai, cung cấp một phương tiện truyền thông hữu ích cho cộng đồng người Việt trong vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Thứ ba, góp phần bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc. Và cuối cùng là hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu để giành lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương Việt Nam. Nếu quý vị muốn đóng góp hay có những thắc mắc, xin quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây. Chương trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn hay Vietnamese Public Television VPTV 2800 Juniper Street, Suite 11, Fairfax, Virginia 22031, số điện thoại 703-560-3300.
Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam. Hoa Kỳ là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam trong nửa của đầu năm 2022. Việt Nam xuất cảng hàng hóa theo giá ước tính đã đạt đến mức 55,9 tỷ đô la của số lượng hàng hóa bán sang Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu của năm 2022, duy trì vị trí của Hoa Kỳ là thị trường xuất cảng lớn nhất của quốc gia ở Đông Nam Á, theo số liệu do Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố hôm 29 tháng 6. Theo sự tìm hiểu của VOA, trong vòng 20 năm nay, Hoa Kỳ luôn là thị trường lớn nhất cho hàng xuất cảng ngày càng tăng lên của Việt Nam. Gần đây nhất, Việt Nam xuất cảng sang Hoa Kỳ hơn 96 tỷ đô la vào năm ngoái, hưởng số lượng thặng dư hơn 81 tỷ đô la. Trước đó, trong hai năm 2020 và 2019, Việt Nam xuất cảng sang Hoa Kỳ lần lượt là hơn 77 tỷ và hơn 61 tỷ đô la, với các mức thặng dư lần lượt là hơn 63 tỷ và gần 47 tỷ đô la. Xuất cảng sang Hoa Kỳ luôn chiếm một phần lớn trong tổng số xuất cảng của Việt Nam ra nước ngoài và tăng dần một cách đáng kể. Số liệu của các cơ quan quản lý Việt Nam cho thấy tỷ số trọng lượng này của năm 2018 là 19,5%, năm 2019 là hơn 23%, năm 2020 là hơn 27% và năm 2021 là 28,6%. Đến nay, tổng số lượng ngân sách về thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã tăng hơn 210 lần kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995 và chỉ trao đổi thương mại đạt được 450 triệu đô la ở thời điểm đó. Hiện tại, Việt Nam đứng thứ 9 trong số các nước xuất cảng nhiều nhất vào Hoa Kỳ. Một bài báo của tờ Đầu tư hồi giữa tháng 5 năm nay dẫn phân tích của các chuyên gia đưa ra dự báo rằng trong cả năm, xuất cảng của Việt Nam sang Hoa Kỳ có thể lên đến 115 tỷ đô la, cao nhất từ trước đến nay, tăng gần 20 tỷ đô la so với năm trước. Nhập khẩu từ Hoa Kỳ có thể đạt 15 tỷ đô la, số lượng xuất khẩu thặng dư có thể đạt đến 100 tỷ đô la, tăng gần 19 tỷ đô la. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, trên bình diện rộng hơn, trong nửa đầu của năm nay, Việt Nam xuất cảng tới các quốc gia với lượng hàng hóa có trị giá 185,94 tỷ đô la, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhập khẩu là 187,23 tỷ đô la, tăng 15,5%, mang lại năng lượng thặng dư là 710 triệu đô la. Vẫn Tổng cục cho biết tổng sản phẩm quốc nội Gross Domestic Product, gọi tắt là GDP của Việt Nam, tăng 7,72% trong đệ nhị tam cá nguyệt của năm 2022, là mức tăng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Hồi tháng Giêng năm nay, Quỹ tiền tệ quốc tế International Monetary Fund, viết tắt là IMF, đưa ra dự báo rằng Việt Nam thuộc số các nước có thể đạt mức tăng trưởng cao nhất thế giới trong cả năm 2022. Quỹ này tiên liệu tốc độ tăng trưởng của Việt Nam có thể là 6% trong năm. Hành xử vô pháp của Sở Văn hóa Lâm Đồng với gia tài của mẹ. Báo Đảng cho hay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết Sở đã mời đơn vị tổ chức show Công ty Mây Lang Thang lên giải trình xoay quanh việc ca sĩ Khánh Ly biểu diễn bài Gia tài của mẹ trên Công Sơn trong đêm nhạc hôm 25 tháng 6. Sau show, một số khán giả lên tiếng chỉ trích vì Khánh Ly thể hiện Gia tài của mẹ, vốn là bài hát chưa từng được cơ quan chức năng cấp phép biểu diễn trong nước. Theo VN Express, nhiều khả năng ban tổ chức show sẽ bị phạt tiền, còn Khánh Ly sẽ bị làm khó dễ những show sắp tới tại Sài Gòn, Hà Nội. Nhạc sĩ Tuấn Khanh bình luận, vụ Sở Văn hóa Thể thao Lâm Đồng làm việc với ca sĩ Khánh Ly vì hát bài không trong danh mục 24 bài hát đã cấp phép biểu diễn là bài hát Gia tài của mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mà vốn nền văn hóa của nhà nước Việt Nam vẫn ca tụng và công nhận ông ta là một nhân vật phe mình, đang khiến nhiều người không hiểu là bài hát này có vi phạm điều gì không, trong khi bản thân nó chưa bao giờ chính thức có lệnh cấm. Đó là chưa nói đến việc sở này cấp phép giới hạn các tác phẩm biểu diễn, cho thấy hoàn toàn ngược lại nghị định của chính phủ về việc cho phép phổ biến tự do các ca khúc trước năm 1975.
Theo nghị định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn được chính phủ ban hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2021, quy định cấp phép ca khúc miền Nam trước 1975 bị bãi bỏ, vì phổ biến không cần phải cấp phép nữa, vậy thì bài hát thứ 25 không nằm trong danh sách đó, chỉ vi phạm về thời lượng quy định biểu diễn nếu có, chứ không thể vi phạm về nội dung biểu diễn cả. Ở đây, Sở Văn hóa, Thể thao Lâm Đồng đang áp dụng lệ làng hay nghị định chính phủ vô giá trị, chỉ thông báo đưa ra cho vui. Trong trường hợp thực sự cần xét đến quan điểm của bài hát, Bộ Văn hóa, Thể thao Cộng sản Việt Nam nên hành động chín chân bằng các hội thảo khoa học về luật sử và nội dung văn hóa nghệ thuật không thuộc về phía nào trong thời kỳ chiến tranh Nam Bắc. Chứ làm thinh và dựa lưng vào đám ô hợp, thích hô hoán những loại ngôn từ cực đoan và rốt nát, xẻ chữ ra người thì không xứng đáng với tầm nhà nước. 5 người Việt Nam chết trong vụ khí độc chlorine ở Jordan, tên Ormond Jordan. Giới chức trách Jordan hôm thứ Tư ngày 29 tháng 6 cho biết có 5 công dân Việt Nam trong số những người thiệt mạng trong vụ khí độc ở hải cảng Aqaba của Jordan trong tuần này. Ngoài ra, có 7 công dân Việt Nam khác cũng bị thương trong tai nạn. Theo hãng thông tấn AFP, ít nhất 13 người đã thiệt mạng và hơn 300 người bị thương khi một bình chứa khí chlorine rơi xuống bến tàu ở hải cảng Aqaba vào hôm thứ Hai, làm lan tỏa khí độc. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Jordan, Ngoại trưởng Ayman Safadi vào hôm thứ Tư đã có cuộc điện đàm với ông Bùi Thanh Sơn, Ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam, để gửi lời chia buồn tới gia đình của 5 công dân Việt Nam thiệt mạng. Ông Safadi cho biết 7 công dân Việt Nam khác bị thương trong tai nạn hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Tổng công tố viên của Jordan vào hôm thứ Ba đã mở cuộc điều tra về tai nạn xảy ra sau khi một sợi dây cáp mắc vào một cần trục đang chuyển thùng khí chlorine hóa lỏng lên chiếc tàu chở hàng Forest 6. Thông tin trên trang theo dõi dữ kiện của chiếc tàu chở hàng Forest 6 cho biết chiếc tàu chỉ mới được đóng trong năm nay và căng buồm dưới lá cờ của Hồng Kông. Hôm thứ Sáu, Thủ tướng Jordan Bissau Kastanin cho biết cuộc điều tra đã tiến tới giai đoạn chính và kết quả sẽ sớm được công bố. Theo AFP, hải cảng Aqaba là cửa ngõ hàng hải duy nhất của Jordan và là trung tâm điểm vận chuyển cho việc xuất nhập cảng của quốc gia này. Thư mời. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý niên trưởng và chiến hữu, quý tổ chức hội đoàn, quý thân hào nhân sĩ, đồng hương, sinh viên, thanh thiếu niên, quý cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí, vui lòng đến tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa 19 tháng 6 do Liên hội Cựu chiến sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận tổ chức vào lúc 12 giờ trưa ngày Chủ nhật 19 tháng 6 năm 2022 tại kỳ đài Trung tâm Thương mại Eden, số 6751 Wilson Boulevard, Falls Church, Virginia 22044. Sự hiện diện của quý vị thể hiện niềm hãnh diện và lòng ưu ái dành cho Quân lực Việt Nam Cộng hòa trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh để gìn giữ miền Nam trước mưu đồ xâm lược của Cộng sản Bắc Việt. Họ đã một thời quên thân mình, quên hạnh phúc riêng, lên đường tòng quân, thi hành nghĩa vụ. Họ đã anh dũng can trường chiến đấu không ngừng nghỉ cho sự sống còn của đồng bào thân yêu cho đến khi bị bức tử. Đến tham dự để cùng tưởng niệm anh linh chiến sĩ của mọi quân binh chủng đã gửi thân nơi chiến trường trên 4 vùng chiến thuật, trên đất liền, ngoài khơi biển đảo để bảo quốc an dân, giữ gìn bờ cõi của tổ tiên đã dựng nên hay đã nằm xuống trong các lao tù khổ sai của Cộng sản sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đến để tri ân những thương phế binh đã gửi lại những phần thân thể khi thi hành sứ mệnh và hiện đang sống đời bất hạnh nơi quê hương bên kia bờ đại dương. Hãy đến để chia sẻ tâm sự của những người lính chiến đang còn hiện hữu
tuy rằng vì ván cờ chính trị đã khiến họ phải buông súng, phải lưu vong trong niềm uất hận, khi dòng máu quật cường vẫn còn chảy mãi trong thân xác của họ. Cho dù hiện tại trên tay không có vũ khí, nhưng tinh thần của họ vẫn luôn kiên cường với tâm niệm ba chữ tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Trân trọng kính chào đại diện Liên hội Cựu Chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn, Mũ Xanh, Lê Đình Đơn. Trân trọng kính chào quý vị khán thính giả Trời Việt Nam Dùng Hoa Thịnh Đốn. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2022. Chúng tôi đã có mặt tại Trung tâm Thương mại Eden, thành phố Fortress, Virginia, Hoa Kỳ để tường thuật đến quý vị lễ kỷ niệm năm thứ 57 Ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa 19 tháng 6. Nhân ngày Father's Day, chúng tôi xin kính chúc quý bậc làm cha, quý bậc trưởng thượng, gia đình hạnh phúc, may mắn, sum họp. Kính mời quý vị theo dõi hình ảnh do Trời Việt Nam Dùng Hoa Thịnh Đốn gửi đến quý vị sau đây. Kính thưa quý vị, trong lễ kỷ niệm năm thứ 57 Ngày Quân lực 19 tháng 6, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị chiến hữu Lê Đình Đơn, hiện nay là đại diện Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Dùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Thưa chiến hữu, thưa bạn tù Đô Lương miền Bắc, hôm nay là ngày kỷ niệm Ngày Quân lực 19 tháng 6 năm thứ 57, với tư cách là người đại diện cho anh em chiến hữu Quân lực Việt Nam Cộng hòa tại vùng thủ đô Washington DC, Maryland và Virginia. Anh có cảm nghĩ gì về buổi lễ trang trọng hôm nay? Đại diện Liên hội Cựu Chiến sĩ vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý đồng hương hiện diện hôm nay. Ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa đã nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo từ chính quyền dân sự khi tình thế đất nước nhiễu nhương, thù trong giặc ngoài, đã lèo lái con thuyền quốc gia vượt qua phong ba bão tố. Xin cảm ơn tất cả quý đồng hương. Kính chúc Liên hội và tất cả quý đồng hương luôn dồi dào sức khỏe, gặp may mắn. Và chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho đất nước Việt Nam chúng ta sớm thực sự tự do, dân chủ và nhân quyền. Xin cảm ơn Mũ Xanh Lê Đình Lương. Xin cảm ơn chiến hữu Đào Hiếu Thảo. Kính chào quý vị, tôi Vũ Đỏ Lý Thanh Phi, trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quân lực ngày 19 tháng 6 năm 2022. Xin thay mặt Liên hội Cựu Chiến sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận kính gửi đến quý vị quan khách, quý niên trưởng, quý bậc trưởng thượng, quý đồng hương và toàn thể các chiến hữu lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Thưa quý vị, hôm nay 19 tháng 6 năm 2022 nhằm vào ngày Chủ nhật đẹp trời, lại là ngày Father's Day mà người Mỹ chọn để vinh danh những người cha trong nhân sinh quan của họ. Xin chia sẻ và gửi đến những người cha có mặt quanh đây một ngày hạnh phúc tốt lành nhất trong năm. Cũng ngày này của 20 năm về trước, với nghị quyết số 139 do Thượng viện Tiểu bang Virginia ban hành và công nhận ngày 19 tháng 6 hàng năm là ngày chiến sĩ tự do Việt Nam American Freedom Fighters Day.
Đây là một điểm son trong sinh hoạt chính trị của cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Quay về ngày 19 tháng 6 năm 1965, trước tình trạng chính trị bất ổn của đất nước, Hội đồng Quân lực Việt Nam Cộng hòa đã đứng ra nhận lãnh thay thế chính quyền dân sự để lãnh đạo và điều hành chính phủ. Sau khi soạn thảo bản hiến pháp mới, những cuộc bầu cử lập hiến tương tự được tổ chức, và năm 1967 là cuộc bầu cử tổng thống. Liên danh quân đội, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu đắc cử giữ chức vụ tổng thống và Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ giữ chức vụ phó tổng thống. Diễn tiến trên xem như khai nguyên nền đệ nhị Cộng hòa cho đến ngày 30 tháng 4 1975. Hàng năm ngày 19 tháng 6 được chọn là ngày quân lực, được đánh dấu bằng những cuộc diễn binh rầm rộ được tổ chức long trọng tại thủ đô Sài Gòn. Hôm nay, nối tiếp truyền thống đó, trong hoàn cảnh hạn hẹp ở xứ người, Liên hội Cựu chiến sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn chúng tôi đã thực hiện lễ kỷ niệm mừng ngày quân lực lần thứ 57 tại Kỳ Đề. Đây đền nhằm vinh danh và tri ân những người chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đã can trường, anh dũng hy sinh chiến đấu chống kẻ thù cộng sản, và họ đã giữ vững miền Nam trong hơn 2 thập niên. Đặc biệt năm nay, sau phần nghi thức thường lệ là phần văn nghệ chào mừng ngày quân lực do nhạc sĩ Hoàng Phú biên soạn và nhóm nghệ sĩ Thân Vũ trình diễn, chúng tôi xin mời quý vị ở lại để thưởng thức. Lời cuối cùng, xin cảm tạ sự hiện diện đông đủ của quý vị và gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, cuộc sống an lành bên gia đình. Trân trọng kính chào. To all the fathers out there, happy Father's Day. 20 years ago, we were honored by the Senate and House of Representatives of Virginia through resolution number 139 to recognize June 19th as the Vietnamese American Freedom Fighters Day. Today, on our anniversary, we are here to commemorate and to honor the bravery of boundless sacrifices of the Republic of Vietnam military forces throughout the Vietnam War. Đèn chốc, chốc, hậu nghĩa, đây. Lễ chào quốc kỳ Hiệp Dũng Quốc Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa.
thượng hương. Lễ tam trá Nguyễn Mậu Trinh. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý thân hào nhân sĩ, quý đồng hương cùng thủ đô Hòa Thịnh Đốn và vùng cận, quý cơ quan truyền thông truyền hình báo chí, kính thưa quý niên trưởng chiến hữu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, thay mặt liên hội cựu chiến sĩ cùng thủ đô Hòa Thịnh Đốn và vùng cận, xin chân thành cảm tạ sự hiện diện quý báu của quý vị trong buổi lễ kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam tháng 6 năm nay. Ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo từ chính quyền dân sự, khi đất nước đang trong tình thế nhiễu như thù trong giặc ngoài, đã lèo lái con thuyền quốc gia vượt qua phong ba khổ tố. 47 năm từ khi mất quê hương, thời gian của nửa đời người, của bao cuộc bể dâu truân chiên nghiệt ngã, cho dù ở đâu cảnh quân thế nào, chúng ta vẫn tự hào là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã từng chiến đấu bảo vệ quê hương tổ quốc, được trui rèn trong quân đội của một chính thể tự do dân chủ, một nền văn hóa nhân bản khai phóng với khát vọng đem lại hạnh phúc an bình cho toàn dân, với lời thề sắt son trong trách nhiệm thiêng liêng bảo quốc an dân, với biết bao trận chiến lẫy lừng trong suốt chiều dài chiến đấu chống lại bọn cộng sản xâm lược, đã đi vào chiến sử của dân tộc và trên toàn thế giới. Cho dù cộng sản miền Bắc với sự tiếp tay của cộng sản ở Tàu đã chiếm được miền Nam Việt Nam, nhưng không phải là một chiến thắng toàn vẹn. Người dân Việt Nam đã bừng tỉnh, sáng mắt sáng lòng, thật sự nhìn thấy bản chất độc tài đảng trị, đàn áp dân chủ nhân quyền của cộng sản. Hằng luôn ước ao, hoài vọng được sống lại một thuở thanh bình, no cơm ấm áo dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Hình ảnh của cộng sản Nga tàn phá đất nước, sát hại người dân vô tội Ukraine đã nói lên hành vi độc ác tàn bạo của người cộng sản. Cộng sản Nga, cộng sản Tàu, cộng sản Việt Nam và cộng sản thế giới cùng bản chất như nhau, gây chiến và xâm lược. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nga ông Mikhail Gorbachev đã nói: "Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn nói rằng Đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá." Lời của cố tổng thống Nga Boris Yeltsin: "Cộng sản không thể sửa chữa mà cần phải đào thải nó." Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng, đất nước đã bị cộng sản Tàu xâm chiếm, cũng đã nói: "Cộng sản là loài cỏ dại, mọc lên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sôi nảy nở trên rác rưởi của cuộc đời." Thưa quý đồng hương, kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6 năm nay, chúng ta cùng nhau tưởng nhớ, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị quốc phong thân, tưởng nhớ hàng trăm ngàn quân cán chính đã nằm xuống trong các đại tù cộng sản, tưởng nhớ hàng trăm ngàn đồng bào đã hy sinh khi đốn dậy cộng sản vì tự do dân chủ, tưởng nhớ và không quên ơn những chiến sĩ Việt Nam quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh một phần thân thể để bảo vệ quê hương đất nước. Nguyện cầu ơn trên, xin hùng thiên sông núi phò độ cho đất nước Việt Nam sớm thoát khỏi con đường cộng sản. Trân trọng kính chào. Ngày quân lực 19 tháng 6 là một khúc quanh lịch sử. Khi toàn quân trong tinh thần huynh đệ chí binh gánh vác trọng trách, cầm súng chiến đấu ngăn trận làn sóng xâm lăng từ phương Bắc, đồng thời xây dựng một xã hội tiến bộ đầy tình người. Người dân miền Nam không bao giờ quên. Bao hùng binh tiến lên, tổ tôi vang lên cầu quyết chiến. Tôi quay nguyện theo tiếng sông đi cùng hoài. Quân ta đàm đi hồn nước Tây Thành. Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, đi là màn mối thù thiên thu. Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, vươn lên đây người Việt.
một tiếng hét hòa trong thầm tiếng giữa xa trường xa hồn say khi pháo sương rơi đập tràn thiên mô hoan hô khắp nơi từng buổi lộc cuối ngày từng giọt máu san người một đường kiếm cắt qua I'm not afraid of the dark.
quý vị vừa theo dõi chương trình phóng sự ghi lại buổi lễ kỷ niệm năm thứ 57 Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6. Xin cảm ơn quý vị luôn đến với màn hình Trời Việt Nam dù qua tình đốn. Cầu chúc quý vị và bữa quyến vạn sự an lành, may mắn và thành đạt trong cuộc sống. Hẹn gặp lại trong các chương trình phóng sự tiếp theo. Đại hội thảo Trời Việt Nam dù qua tình đốn, tường trình từ thành phố Fortress, Virginia, Hoa Kỳ.